Tại tỉnh Bình Định chiều qua ngày 3 tháng 11 nhằm ngày 20 tháng 9 năm Quý Mão, tại văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phù Cát, chùa Long Hoa, thị trấn Ngô Mây đã diễn ra lễ ký kết công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động tăng ni Phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông 2023-2026 giữa Ban trị sự Phật giáo huyện và Công an huyện Phù Cát. Buổi lễ với sự tham dự của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Phó trưởng Ban trị sự tỉnh, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Phù Cát, đại đức thích quảng dũng ủy viên hội đồng trị sự phó trưởng ban kinh tế tài chính trung ương trưởng ban kiểm soát tỉnh bình định phó trưởng ban thường trực ban trị sự huyện phù cát cùng chư tôn đức cư sĩ phật tử thành viên ban trị sự huyện trú trì các tự viện trên địa bàn huyện huynh trưởng gia đình phật tử huyện phù cát về phía lãnh đạo công an huyện Phù Cát có Thượng tá Đào Thanh Bình, Phó trưởng công an huyện, Thượng tá Dương Quốc Việt, Phó trưởng công an huyện, Trung tá Đặng Hữu Nghĩa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trực tự, cùng cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ công an huyện. Tại buổi lễ thay mặt ban tổ chức, ông Đặng Hữu Nghĩa thông qua dự thảo nội dung bản kế hoạch phối hợp, theo đó thực hiện kế hoạch phối hợp của Công an tỉnh và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh về việc phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử, tham gia đảm bảo trực tự an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Công an huyện và Ban trị sự Phật giáo huyện thống nhất ban hành kế hoạch phối hợp thực hiện với phần nội dung có 6 mục được lên kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn trong năm đồng thời phân công nội dung thực hiện của mỗi bên để đi đến đạt được kết quả khả thi cao. Phát biểu tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Quảng Độ ngõ lời trân trọng và đồng thuận cao về nội dung ký kết, đồng thời thực hiện hiệu quả an toàn giao thông trong cộng đồng Phật giáo huyện nhà là thiết thực đối với việc cầu an. Về phía giáo hội huyện sẽ thực hiện ngay các biện pháp để nâng cao ý thức tự giác và tôn trọng thực hiện các biện pháp về an toàn giao thông. Thay mặt lãnh đạo Công an huyện, Thượng tá Đào Văn Bình phát biểu cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử, tham gia bảo đảm trực tự, an toàn giao thông giai đoạn 2023-2026. Sau đó, lãnh đạo hai bên đã thực hiện ký kết kế hoạch phối hợp với sự chứng kiến của toàn thể hội nghị.